Xin tiếp tục chào đón các nhà mình quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ nha. Thì hôm nay thì bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em có về được vài bộ tiền đi giới thiệu và giao lưu các nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng quên cho em xin một like và đăng ký kênh nha. Đầu tiên là giới thiệu và giao lưu các nhà mình một bộ tiền 50 quốc gia trên thế giới nha. Đây là một bộ bao gồm đầy đủ 50 quốc gia nha. Mình sưu tầm được 1-2 tờ thì rất là khó rồi. Hôm nay em có sưu tầm được 50 tờ để giới thiệu cùng với nhà mình trong video ngày hôm nay nha. Và 50 tờ này đã được lồng vào phơi bảo quản nha. Vào phơi bọc này bảo quản hết. Giống như tờ đầu tiên là tờ 1 đô của Mỹ nha. Và tới đến có một số nước trên thế giới luôn nha. Đầy đủ là 50 quốc gia khác nhau hết ha. Và được lồng phơi bảo quản hết. Giống như là tờ này của Indonesia nè cả nhà cùng xem ha. Tờ này của quốc gia Ai Cập ha. Rồi tờ này giống như là của Croatia. Tờ này gọi là Angola. Hoặc là một số tờ nổi tiếng trên thế giới nha. Còn tờ này Congo rất là đẹp nha. Và được lồng theo cờ. Và đây là tờ tiền. Tờ này tôi nói rất là đẹp nè. Có hình ảnh chú chim ha. Trinidad và Tobago ha. Thì một bộ như thế này bao gồm 50 quốc gia trên thế giới nha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình bộ đầu tiên 50 quốc gia là 1 triệu đồng ha. Coi như là 20.000 tờ. Tờ đây là tiền thật của các quốc gia luôn nha cả nhà mình ha. Cả nhà mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Nên là cả nhà mình an tâm ha. Cái này mình dịp Tết sắp đến mình cũng có thể là biếu tặng hoặc là siêu tầm về mình có thể làm tranh lấy biết hoặc là mình có thể lồng những cái bàn kiến của mình để biết được tiền của các quốc gia trên thế giới như thế nào nha. Rất là đẹp. Bộ đầu tiên là giới thiệu của nhà mình ha. Rồi tiếp theo là đó là bộ tiền giấy nha. Tiếp theo đó là một bộ tiền xu bao gồm 60 xu và 60 quốc gia trên thế giới và là đã được lồng vào trong cái quyển album như thế này. Rất là đẹp nha. Bao gồm 60 quốc gia ha. Và đã được lồng vào trong cái quyển album này hết. Để cả nhà mình cũng có thể về mình có thể trưng bày siêu tầm. Hoặc là mình cũng có thể là dành biếu tặng nha. Đây cả nhà mình cùng xem ha. Đây là tiền xu thật của các quốc gia trên thế giới luôn nha. Bao gồm 60 quốc gia. Và được ghép thành một album như thế này. Để mình có thể bảo quản nha. Và bộ album 60 quốc gia 60 xu này. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 600.000 nha. Tính ra là chỉ có 10.000 một xu thôi ha. Và đã được lồng phơi và kèm theo cuốn album này cho cả nhà mình cũng có thể siêu tầm nha. Bao cả nhà mình đây là tiền tiền xu thật của các quốc gia nha. Và cả nhà mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho bên em ha. 60 xu 60 quốc gia 600.000 nha. 10.000 một xu thôi. Và đã được lồng phơi bảo quản và kèm theo album. Rất là sang trọng, rất là đẹp ha. Có thể biếu tặng hoặc là siêu tầm cũng rất là hay nha. Và một bộ tiền thế giới nữa mà bên em giới thiệu cả nhà mình, đó là một bộ tiền 120 xu nha. 120 xu 120 quốc gia trên thế giới ha. Và đã được cũng được kèm theo phơi bảo quản hết luôn nha. 120 xu thì rất là ghép rất là khó nha cả nhà mình nha. Đây rất là đáng để sầm ha. Và có tên nước ở trên này hết nha. Cả nhà mình cũng có thể là nhìn cái đồng xu mà biết tên của các quốc gia ha. Và một bộ như thế này, bộ 120 xu này có giá giao lưu cả nhà mình là 1.200.000 nha. 1.200.000 cho một bộ 120 xu 120 quốc gia trên thế giới. Để cả nhà mình cũng có thể mua về trưng bày sưu tầm nha. Rồi cảm ơn cả nhà mình nhiều nha. Xem được thì đừng quên cho em xin một like và đăng ký kênh ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại nhà mình vào clip sau với những sản phẩm độc và lạ hơn nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.